ăn sầu riêng mà không biết điều này sẽ rất là nguy hiểm, thậm chí là có thể gây tử vong anh chị nhé. Thứ nhất đó là không ăn khi uống rượu sẽ dẫn đến nhức đầu, tim đập nhanh, nghiêm trọng hơn sẽ gây xuất huyết và đột quỵ. Thứ hai là không ăn cùng một số loại thịt như là bò, cừu, chó và hải sản vì sẽ dễ khiến cholesterol trong cơ thể tăng cao đột ngột. Thứ ba là không ăn cùng các cái thực phẩm cay nóng vì chúng sẽ làm giảm hương vị của nó. Kết hợp với tính nóng của sầu riêng thì sẽ gây ra cái tình trạng nóng, bứt rứt, khó chịu trong người. Thứ tư là không ăn sầu riêng khi uống cà phê. Sầu riêng thì rất là kỵ với cà phê, nó sẽ gây ra cái tình trạng là rối loạn tiêu hóa và anh chị sẽ có một cái hơi thở rất là nặng mùi và có khả năng gây ngộ độc rất là cao. Anh chị hãy chia sẻ những cái điều này cho những anh chị nào đang là tín đồ ăn sầu riêng cùng biết để cùng nhau bảo vệ sức khỏe anh chị nhé. Lương Thị Trang cùng bạn chăm sóc và bảo vệ sức khỏe mỗi ngày.